Đi thăm mít. Mít chín rồi. Chín rồi Nóc ơi. Mít chín. Đâu vô dính nó mũi luôn rồi. Mít chín. Mít chín dính vô lỗ mũi luôn rồi, không nhịn đi. Hít vô như 500 đó. Trời của nó thơm. Thôi ăn uống gì gan khó. Uống nu à. Mến chào quý vị đến với kênh Hello Tiền Giang. Hoa xin chúc quý vị có một ngày mới thật là vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Hôm nay ba của Hoa cưa ở Sáng Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, và sẽ cưa một cây nhãn. Cây nhãn này cũng đã bị chỏi rồng rồi. Ba của Hoa sẽ mấy nhánh bớt. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Sẽ chừa cái phần gốc để làm kiển. Trời mới vừa mưa xong á nên rất là trơn. Da còn ướt nhẹp mà. Trời mới vừa rộng. Mà bầu trời còn vẫn đang chuyển mưa. Xung quanh là vườn ổi và mới có mấy cây mít con. Ah!
là một cái mé mương nên ba của Hoa cứ xả nhánh xuống dưới đó. Cái kiến kêu bỏ mấy cái nhánh luôn, không chừa nhánh cỏ, chừa mấy nhánh ra nhỏ ở phía dưới nè. Có ai mua kiển thì lại đây, không bán cái kiển này. Cái này 5.900 hồi đó tới giờ hả Đúc? 5.900 hồi đó. Quá trời nhánh đội lên. Cây gì chọc vô ngay lỗ mũi thì sẽ máu. Ở trên á, trên sống mũi á. Cái lóc cắn này gì đó chứ. Rồi. Quá trời, tại vì cây này cây cuối cùng cho nên mà còn chân nhất làm luôn để nó về thăm vợ không con. Bà con nghe. Này phải có cái mấy cái nhánh này dọn sạch thì thấy cái phần gốc rất là đẹp. Chơi gầm quá nhiều.
Đây là cái phần chổi rồng nè. Này chùm củi đá luôn. À, Hoa cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn quý vị vào những video tiếp theo. Nếu thấy video này hay thì cho Hoa xin một nút like và chia sẻ. Và đừng quên để lại bình luận bên dưới để góp ý cho kênh của Hoa nha. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Mình tháo cái gì ra? Cái mấy chàng ở trên bờ nó có hai cái cây. Nó có hai gốc cây lớn lắm mà dưới cái mé mà cái bờ thì nó hẫm. Đó cũng như vậy đó, là nó cho nó lên bờ vậy đó. Rồi cái dây này nè, cái lóng cây này nó dưới sông á, mình lặn xuống cái mình chàng nó dễ dưới nè, chàng vô. Rồi cái đầu này nữa, cái chàng vô nè, đó chàng vô luôn chứ chàng dưới sông á. Còn cái này là mình cột công lực, mình cột chung cái cây rồi nè, cái là mình ăn gian qua đầu này nè, đó vậy ha. Cái mình cột đi chết cứng ngắc rồi, mình cột đắng á, cái mình kéo phăng lên vậy thì nó tất nhiên nó phải cao hơn một chút, mà cảm thấy mà nó hơi nặng tay rồi đó, bắt đầu mình quấn vô cái cây này nè, mình quấn vô một tua, cái kêu con gái nó vịn lại, cái đầu mình lại cái đầu này cái mình kéo vậy, cái cảm thấy nó nặng lại, nó cũng hơi lên chút nữa, nó không cần lên nhiều, lên chút ha, cái là qua quấn vô cái kêu nó vịn, cái lại em đây kéo lên cái xong cái cho nó đều, cho nó khỏi gì cái ghe được rồi đó. Cái em kia nó nhìn hai giây luôn. Là đưa xuống cái đưa nhẹ nhẹ từ từ xuống. Không phải đưa về ghe vô cây rồi múc luôn. Không. Thì mình kéo bà của Hoa đang đó. Chỉ cách là lấy mấy cái lóng cây ở dưới sông. Cái nữa là lên, dưới, lên bờ. Cái cầu qua sông cầu đúc mà có ghe bành kia mình kéo lên luôn được nè. Hay đó, rõ dữ trời. Cũng như đây là cái nhà cầu đây chưa lấy cái ghế này đây, ngồi em để cho nó dễ hai cái ghế được. Cái này chỉ là chỉ phải cho tới mình phải giải thích cho người ta mới hiểu được chứ nữa đó mình nó lâu. Cũng như là đây là một cây cầu. Cái cầu phải không? Là mượn hai cây nữa. Cái cầu đó. À, thí dụ thực tế như vậy á thì quý vị sẽ dễ hiểu hơn. Ôi trời, nãy giờ trời gầm liên tục luôn. Không có ngưng luôn. Mình thí dụ thôi chứ nó phải vậy, cũng như đây là một chiếc ghe phải không? Chiếc ghe là cái đây là cái cầu. Mà cái ghe mình vô đây đậu ra dạ cầu. Ở đây là nhiều cây lắm. Nói cái dừa mà cây nào 5-6 thước không nè. Rồi á mà có 4 người mà lên đây cả chục cây dừa lên được cái ghe. Các em hô tại người ta kêu là lấy ba lan, nhưng mà lấy phải kiếm 5-6 người nữa mới đủ. Kém nó khỏi, kéo được hả mấy ông ơi? Kém mấy ông hồn kéo sao đâu, cái hồn dây nè, cái đó cái dây nè. Cái dây này cũng mới được dây này dài, cái vụ cực quá. À, là dây lại chuối nè. Lấy dây chuối đỡ, dây này dài quá. Đó thì mình lấy đang cho có dây ai hiểu được mình thì vẽ chuối khô. Nhà lấy cọng dây chuối thay thế cọng dây. Trời nhén quá. Dễ hiểu. Hai cọng dây kia thì nó dài, còn hơi cực. Đó, cái một cọng dây này á là mình quấn mình cột trong nọc cầu. Như thí dụ cột chết ta lo vậy đi. Quá trời gặp mình. Đó, trời mưa, bởi trời mưa không dám cưa cây là vậy đó, trời gầm nó dẫn điện nó nguy hiểm lắm. Đó như vậy nè, bây giờ quên là bật chế độ máy bay. Đó rồi đây bên đầu bên đây một cây, tại vì cái cầu là phải hai đầu quá vậy nè. Đó như cái cầu nó bị ngang đó, là cái cầu đó là 2 mét đó, cái mình tràn lên đây nè, đó tràn lên vậy. Ủa đâu bên đây cái nữa tràn lên vậy nè, đó bắt đầu ha. Vậy cái bên này á chúng ba người kéo, còn bên đây thì một người đạp dò thôi, ba người kéo mà có trong đó có 4 người, bỏ qua đây 3 người kéo lên, kéo cho hổng lên,
kéo đây rồi cái kêu một cự đạp cái giò đây nè, bắt đầu ba người chở qua đây, ba người chở qua đây, kéo lên, kéo lên rồi nữa, kéo lên chừng nào thấy cảm thấy nặng kéo nổi nữa bỏ về cho mười đạp cái giò lên đây, nó không thuộc lại chở qua đây kéo lên nữa, rồi chừng nào thấy chiếc xuồng qua được cái ghế xuồng qua, ghế cái xuồng qua cái xả vậy hả, nặng lắm thì anh đừng thì nặng, nó nặng mới làm vậy thì nặng lắm, nhưng mà kéo anh kéo nó lăn chứ đâu phải kéo ấy kéo lết đâu, anh kéo nó tức được cái cây nó lăn nè, kéo nó lăn mà kéo lăn lăn theo nè không kéo nó cũng tròn là nó mới mạnh chứ mà anh cột chết anh kéo nó nặng lắm, cái trụ điện dưới sông một tấn mốt mà có sáu người mà em đi lên bờ được á là quýnh mua lăn á, cột hai đầu á cái mình gọt cái đó đó cái lòn dây cái gì, rồi kéo nó cuốn chiếu cuốn lăn 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 lên chứ mà anh cột anh kéo lết không bao giờ lên đó, mình phải cái lăn nó cái lăn vậy đó, rồi xong mới bỏ nhẹ xuống từ đầu bỏ xuống xuồng không có đậm cái đùng đi xuống xuồng không hư xuồng nữa, cái tê lắm kế tiếp cứ làm hoài vậy là tới tối rồi đó tới tối rồi rồi tới chừng nào hết cây rồi rồi xong rồi cây này mấy trôi cũng đi quay hết đâu thấy quấn cọc dây xong trơn rồi giờ bắt đầu quấn lại cái đó, giờ thấy không đó. Ví dụ mà thấy thì cái làm gì là mình phải cặn kẽ để cho tao hiểu được dạ. Thí dụ cho nó kỹ lưỡng mới được, dạy cái gì dạy cho tới thầy thiện viên của toàn nghe nắm cái đầu dây kia lo cho thẳng ra mấy chị tướng là ba chục con mà quấn lại thì cái sợi dây phải kéo thẳng ra nó không bị gói, gói như vậy thì khó quấn vào lắm, kéo chút nữa nè bị giãn dây, giãn dây là nó ví dụ là mình coi canh tàu độ nó tới đó mà nó bị giãn thêm một thước nữa là nó nguy hiểm. Ừ, giãn nó đâu có ra cái giá được. Dạ. Nhưng mà treo dây là phải treo dây này nè, treo dây kia nó giãn nó xà xuống đi. Trong hốc hả? Dạ. Cái dây này thường là cho ở mấy tiệm như thế nào bán mà? Thường là mấy cái tiệm lưới rồi đó. Tiệm bán lưới. Bán lưới rồi đó. Là lúc đó có bán luôn. Mà không, mỗi lần đi Vũng Tàu cái thấy cái cây bồ đề ngoài quá trời lớn cái bắt đầu là chạy đi mua dây. Để đuôi dây chạy xuống ngay chỗ cái xóm lưới á, chỗ mà đánh cá đó, chỗ cá đó, chỗ xóm lưới. Ừ. Còn ở Sài Gòn thì vô chợ Kim Biên. Còn này mua ở đâu ạ? Còn này mua ở thành phố Cổ Cò. Thành phố Cổ Cò. Chỗ Hải hả? Ở mà trong mấy trong cái đường mình vô cái đầu lộ bò khóa vô chút xíu nè, nó xéo cái chỗ cái đường vô hồ bơi, đường xuống nó xéo qua cái đường vô Quý Bang mà mình đi ngược lại đây. Được chỉ vô chợ, được chỗ vô ngay chỗ ngôi sáu gạo á, sáu gạo một lần mà bán nước mía mà đúng đó. Cái này là bán tính tiền mét hay là bán tính ký bà? Cái này bán ký. Vậy luộc thái này bán cái ký. Cái này bán bao nhiêu một ký vậy? Cái này hồi lúc trước xuống Trà Vinh mà đốn mấy cây ở dưới chùa gì mà thồng mấy cái dừa mà thồng nguyên cây đó. Chùa Trà Sắt. Long Hiệp dưới đó là Trà Cú Trà Vinh. Ủa 101. 101 rồi, ký. Nhưng mà ở đây thì có 9 chục à. 3 ký không? Còn này có mà 2 ký mấy hả? Mà nó khoảng bao nhiêu mét mà? Cái cuồng này tại vì con ký cho nên không có biết nó con này cho nó bằng khoảng bao mấy mét rồi. 30 mấy mét, 2 ký mấy. Không biết lắm tại vì con ký này. Ừ. Mới nhán lửa. Trả 100 ngàn nha, quay hoài. Rồi xong. Xong, rút vô ghế mưa tới nữa. Rồi, chào bà con mình nha. Trời gầm quá rồi.